Xuất Ai Cập Ký, chương 29. Tấn phong các thầy tế lễ. Đây là điều con phải làm để tấn phong họ, để cho họ có thể phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Bắt một con bò đực tơ và hai con cừu đực không vết tích, dùng bột mì mịn nhưng không dùng men, để làm bánh lạt, bánh ngọt pha dầu và bánh kẹp tẩm dầu. Để các bánh này vào một cái giỏ để dâng cùng với con bò và hai con cừu. Sau đó con đem Aaron và các con trai người đến cửa vào trại hội kiến và lấy nước tắm rửa họ. Lấy bộ quần áo lễ, gồm có áo dài, áo khoác ngoài ephod, cái ephod và bảng đeo ngực để mặc cho Aaron. Dùng đai thắt lưng đã được dệt cách khéo léo để giữ ephod cho chặt. Lấy khăn đội đầu lên đầu người và gắn cái thẻ thánh lên khăn. Lấy dầu sức cho người bằng cách đổ dầu lên đầu, cũng mặc áo dài cho các con trai Aaron, đội khăn lên đầu họ, sau đó lấy dây thắt lưng thắt cho Aaron và các con trai người. Họ sẽ chức vụ tế lễ theo một mạng lệnh vĩnh viễn. Đó là cách con tấn phong cho Aaron và các con trai người. Dắt con bò đực đến trước trại hội kiến, rồi Aaron và các con trai sẽ đặt tay trên đầu con bò, giết con bò trước sự hiện diện của Chúa tại cửa vào trại hội kiến. Con lấy ngón tay nhúng vào huyết bò và bôi lên các sừng bàn thờ và đổ phần huyết còn lại nơi chân bàn thờ. Lấy hết mỡ bọc ruột, mỡ bọc gan, hai quả bùa dục với mỡ bọc quanh đem đốt trên bàn thờ, nhưng thịt da và phân bò phải đem đốt bên ngoài doanh trại. Đó là của lễ chuộc tội. Dắt một con cừu đực đến để Aaron và các con trai người đặt lên đầu nó, giết cừu và lấy huyết cừu dẩy khắp chung quanh bàn thờ, chặt cừu ra từng miếng, rửa bột nòng và chân rồi đem để chung với đầu và các miếng khác, sau đó đem đốt cả con cừu trên bàn thờ. Đó là của lễ thiêu, một của lễ có mùi thơm dùng lửa dâng cho Chúa. Dắt con cừu thứ hai đến để Aaron và các con trai người đặt tay lên đầu nó, giết cừu, lấy huyết cừu bôi lên trái tai bên phải, trên ngón cái bàn tay phải và trên ngón cái bàn chân phải của Aaron và của các con trai người, rồi lấy huyết cừu dày khắp các phía bàn thờ. Lấy một ít huyết trên bàn thờ trộn với một ít dầu sức, đem rảy trên Aaron và trên áo sống người, trên các con trai Aaron và trên áo sống họ. Như vậy, Aaron, các con trai người với áo sống của họ đều trở nên thánh. Vì đây là con cừu dùng vào việc tấn phong, nên con lấy mỡ cừu gồm cả mỡ đuôi và mỡ bọc bộ lòng, phần bọc lá gan, hai trái bổ dục với mỡ bọc quanh cái đùi phải, cũng lấy trong giỏ bánh không men ở trước mặt Chúa một ổ bánh, một bánh ngọt pha dầu và một bánh kẹp, rồi đem đặt các món này vào tay Aaron và tay các con trai người để họ đưa qua đưa lại trước mặt Chúa làm của lễ đưa qua đưa lại. Sau đó con lấy các món ấy từ tay họ và đem đốt trên bàn thờ cùng với của lễ thiêu có mùi thơm dâng lên Chúa và là một của lễ dùng lửa dâng cho Chúa. Sau khi con lấy cái ngực con cừu dùng vào việc tấn phong, đưa qua đưa lại cái ngực ấy trước mặt Chúa làm của lễ đưa qua đưa lại, rồi cái ngực đó sẽ thuộc phần con. Con làm nên thánh các phần của con cừu dùng vào việc tấn phong là các phần thuộc về Aaron và các con trai người, tức là cái ức đã đưa qua đưa lại với cái đùi đã trình dâng. Đây là phần do dân Israel dâng hiến và được chia cho Aaron và các con trai người. Đây là phần do dân Israel đóng góp khi họ dâng tế lễ cầu an cho Chúa. Bộ áo thánh của Aaron sẽ được truyền lại cho con cháu để họ mặc khi được sức dầu và được tấn phong. Người con trai kế vị Aaron làm thầy tế lễ sẽ mặc bộ áo thánh này trong 7 ngày khi đến trại hội kiến và thi hành chức vụ trong nơi chí thánh. Con đem con cừu dùng vào việc tấn phong và lấu thịt nó trong một địa điểm thánh. Aaron và các con trai người phải ăn thịt con cừu đó với bánh trong giỏ tại cửa vào trại hội kiến.
họ phải ăn các món này là của lễ chuộc tội, và họ được tấn phong và được biệt riêng ra thánh. Không một ai khác được ăn các món này vì là thức ăn thánh. Nếu thịt và bánh còn thừa đến sáng hôm sau, phải đem đốt hết và không được ăn vì là các món thánh. Con phải thực hành cho A-rôn và các con trai người tất cả mọi điều ta truyền bảo con. Và lễ tấn phong họ sẽ kéo dài trong 7 ngày. Mỗi ngày phải dâng một con bò làm của lễ chuộc tội, làm cho bàn thờ tinh sạch bằng cách làm của lễ chuộc tội, và thanh hóa bàn thờ bằng cách sức dầu. Trong 7 ngày con làm lễ chuộc tội và thanh hóa bàn thờ. Sau đó bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, và bất cứ cái gì đụng đến bàn thờ đều trở nên thánh. Đây là những thứ con phải thường xuyên dâng lên mỗi ngày trên bàn thờ. 2 con cừu 1 tuổi, dâng 1 con vào buổi sáng và 1 con vào trạng vạng tối. Cùng với con cừu thứ nhất, con dâng 2 lít bột phỉnh trộn với 1 lít dầu ép từ trái ô liu và 1 lít rượu nho để làm lễ quán. Dâng con cừu thứ hai vào lúc trạng vạng tối với của lễ chay và lễ quán cũng giống như dâng vào buổi sáng, đó là của lễ dùng lửa dâng có mùi thơm lên Chúa. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, của lễ thiêu phải được dâng thường xuyên tại cửa vào trại hội kiến trước mặt Chúa. Tại đó ta sẽ gặp và trò chuyện với con. Tại đó ta cũng sẽ gặp dân Israel, và vinh quang ta sẽ làm cho nơi này nên thánh. Như vậy ta sẽ thánh hóa trại hội kiến và bàn thờ, cũng thánh hóa A-rôn và các con trai người để họ phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Ta sẽ ở giữa dân Israel và sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Họ sẽ biết ta là Chúa, Đức Chúa Trời của họ, đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập để ta có thể ở giữa họ. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của họ.